Dì Phương bán phá lấu từ năm 29 tuổi. Gần 30 năm nay, quán phá lấu của dì Phương không lúc nào vắng khách ghé đến ăn. Mọi nguyên liệu đều do chính dì đi chợ chọn lựa. Mỗi ngày, dì chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng tại căn nhà quận 10 rồi trở sang quận 3 để bán. Chừng ấy năm bán phá lấu, dì Phương đã tích góp mua được hai căn nhà, một căn tại quận 10 và một căn ở quận 12. Hiện căn nhà tại địa chỉ Bà Hạc, phường 9, quận 10 cũng đang mở quán phá lấu cho con dâu dì đứng bán. Tôi bán phá lấu năm 1989, năm nay là được 29 năm, năm nay là cô 58 tuổi rồi. Tự một mình cô nấu ra, cô không có học hỏi của ai hết, cô sáng ý ra. Thì mình lựa đồ tươi, đồ ngon. Với hơn nữa mình lấy mối mấy chục năm rồi là mình phải lấy đồ tươi, đồ ngon. Chứ mình không lấy những cái đồ đại trà như những người mà giao cho mình không thích. Mình phải lên lò mình lấy đàng hoàng. Vui nhất là lúc đây là tưởng tượng khách này ăn nay là mười mấy năm rồi. Có khách ăn 20 năm, có khách đi Mỹ 10 năm về vẫn lại ăn. Nghĩa là cái mùi hương vị phá lấu của dì Phương là con không quên được. Đi ăn những chỗ khác ở bên. Cô bán 29 năm, trong quá trình 29 năm thì cô cũng tiết kiệm này kia được. Thì cô mới mua được cái căn nhà 3 tỷ hiện giờ là ở 232/8 Bà Hạc, quận 9, quận 10. Cô đang mở một cái chi nhánh đó cho con dâu cô đang bán. Nếu có nhu cầu thì mời khách cứ lên trển. Còn cái chi nhánh này, cái chỗ này là cô bán từ xưa đến giờ. Từ đó đến giờ bán nay là được 29 năm đó. Tại đây, ngoài món phá lấu còn có khô bò do chính dì Phương làm cũng rất được thực khách ưa chuộng. Mình thì mới ăn gần đây thôi, tại vì nhà mới chuyển đến gần chỗ dì Phương này. Thì thấy cái vị mùi thơm nó tự nhiên. Nó không kiểu mới đẹp, không có cái vị bỏ màu giống như mấy tiệm phá lấu kia nó đỏ đỏ. Thì là cái này thì màu nó tự nhiên, mà vị nó ngọt, nó ngọt thanh. Cô ăn được tháng mấy rồi mà cô nấu ngon lắm. Làm nó vừa miệng, nó ngon, nó đậm đà. Nước thì muốn hút hết cái nồi. Bao tử ăn nó thơm, thơm ngon. Khách đến đây không chỉ ưa thích món phá lấu hương vị đặc trưng của dì Phương, mà còn ấn tượng cả cách chào hàng, nói chuyện luôn vui vẻ, niềm nở của dì. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.